Mùa thu Hà Nội, ăn gì vừa ngon vừa giảm cân? Top 1. Ê, có bún không có một sợi bún nào. Thay vào đó là ăn cái này. Như thế là quá chuẩn rồi. Bây giờ tôi đang có mặt ở một con phố đêm ẩm thực tại huyện Gia Lâm của thủ đô Hà Nội. Vừa ngon, vừa giảm cân. Vừa ngon, vừa giảm cân. Tại huyện Gia Lâm của thủ đô Hà Nội. Điều đặc biệt là gì? Đó là thời gian hoạt động của con phố này. Thời gian hoạt động hàng ngày của nó là từ 18 giờ cho tới tận 2 giờ đêm. Nói đến ẩm thực là tôi đã thấy rất là hào hứng rồi. Bây giờ mời quý vị khán giả sẽ cùng theo chân tôi, chúng ta trải nghiệm một chút con phố ẩm thực đêm này quý vị nhé. Bước vào khu phố này là đã thấy không gian ẩm thực tràn ngập rồi. Theo quan sát của cá nhân tôi thì ở đây có khoảng 50 gian hàng ẩm thực. Tất cả đều được thiết kế đồng bộ, bắt mắt và gọn gàng. Có chỗ ngồi để khách nghỉ chân ăn uống như là quán này chẳng hạn. Nói về ẩm thực thì đúng là đủ cả. Từ đồ uống, món ăn đường phố đến những đặc sản của nhiều vùng miền khác nhau. Đồ ăn ở đây đều được ghi danh sách trên menu với giá cả rõ ràng. Thế nên khỏi phải lo về mặc cả nhá. Thưa quý vị, theo như tôi quan sát thì đây là một trong những gian hàng mà đông khách nhất buổi tối ngày hôm nay. Nãy giờ làm luôn tay luôn. Anh, nãy giờ bán được bao nhiêu xiên rồi ạ? Dạ, từ đầu tới giờ này nghe em bán được bây giờ là đếm không xuể nữa rồi. Mời đếm! Mời đếm! Bán ở đây thích không anh? Khách ở đây đông không anh? Quá thích và quá vui, quá sướng luôn anh ta ơi! Anh bán ở đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ! Anh bán ở đây bao nhiêu lâu? Được khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng rồi, mặt hàng anh bán chủ yếu là gì? Dạ. Có thay đổi theo nhu cầu của khách không? Chủ yếu anh bán là cái gì? Em bán là đồ nướng anh ta ơi! Đặc sản quán mình là gì? Là đồ nướng ạ! Tất nhiên đã là phố đêm thì vấn đề an ninh rồi vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ luôn là điều cần đặc biệt quan tâm. Quan sát lứa tuổi tham gia phố đi bộ ẩm thực này cũng thấy khá là phong phú. Nhưng tóm lại là có hai nhóm chính. Một là những gia đình đưa con nhỏ đi chơi. Hai là nhóm những bạn trẻ cùng tới đây để trải nghiệm. Cách dạo phố của hai nhóm chính này cũng tất nhiên là khác nhau rồi. Một bên đi liên tục, có thể là bò và treo lên cả cổ người lớn nữa. Tất nhiên là ăn luôn miệng, đặc biệt là những món cho người hảo ngọt như là kem chẳng hạn. Một nhóm còn lại thì ăn uống thực ra chỉ là vấn đề phụ mà thôi. Quan trọng là phải có ảnh đẹp. Cũng chính vì có nhiều người ở nhiều lứa tuổi ghé con phố này nên các hoạt động cũng cần đa dạng để có thêm những sự thu hút. Và tất nhiên không chỉ có ẩm thực, ở đây còn có rất nhiều những hoạt động giải trí bên lề hấp dẫn khác. Tư hơn mà vẫn sôi động bung xõa cùng những người bạn của mình. Bạn có thể thuê loa kéo và mở riêng một bữa tiệc tại đây, như thế này chẳng hạn. Ai vui thì lên hát, chưa hát được thì ngồi ở dưới vỗ tay, thế là xôm rồi. Tóm lại giờ đây, những buổi tối, đặc biệt là tối cuối tuần, với những người trẻ, chúng ta đã có thêm một điểm đến mới, hứa hẹn là một không gian mua sắm, trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực đường phố đa dạng, một địa điểm check-in mới của giới trẻ.